nghĩa là cứ liên tục, cho nên là đồng đất Phạm Kha là không để đất nghỉ. Nhiều hộ gia đình đã có thu nhập 600 đến 800 triệu đồng trên 1 hecta trên 1 năm. Làng rau Phạm Kha, nơi có nghề trồng rau chuyên canh lâu đời nhất huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. 7 giờ sáng ngày cuối đông, khi tôi đến cánh đồng rau thôn Đỗ Hạ, lác đác vài người. Lúc này nhiệt độ ngoài trời đang là 13 độ. Nếu như có thêm mưa phùn thì sẽ là rét hại. Thời điểm này thì bà con nông dân đang xuống đồng lác đác thôi. Bây giờ là 8 giờ. Nhưng không như ngày xưa, khi mà bà con còn phải đi làm rất là sớm, thậm chí có khi từ 3 giờ sáng. Thì bây giờ thì bà con đã xuống đồng muộn hơn. Và tôi sẽ xuống xem bà con nông dân ở thôn Đỗ Hạ sẽ thu hoạch hành như thế nào. Chào cô. Vâng. Cô ơi, mình nhổ như thế nào? Cháu nhổ thử nhá. Đây, cầm tận sát gốc. Sát gốc. Sát gốc này. Gió đi. Nó, vâng. Lòng đất là không cả nên. Phải cầm sát cây hành không nó gãy. Đây. Tại vì hành nó non. Vì sao mà mình lại thu hoạch hành non ạ? Hành non vì nó giờ cái thời điểm mà hành củ giờ nó sẵn. Cho nên là người ta mua cái hành này thì mình phải đón non đi chứ không để già như ngày xưa được. Nếu mà mình làm cầm cao lên thì cái hành nó mổ nó gớt, nó đất gốc. Đất gốc là cái khóm hành nó rời rã. Như này là chưa đứt bị cái gốc. Đấy được rồi, thế là được rồi. Sao mà cô trồng đến tận 3 sào hành vậy? 3 sào hành là chập tháng riêng 2 3 4 6 7 8 là tiêu thụ hành. Lúc đấy tốt à? Giá tốt à? Lúc đấy giá này. Giá vừa rồi, tháng 2, tháng 3 vừa rồi là chỉ có 2.000 thôi. Nhưng mà đến tháng 4, tháng 5 là nó cứ lên dần. Xong là đến chập tháng 9, tháng 10 vừa rồi là hành lên 25.000. Úi dồi, thế thì... Có lúc sốt lên tận 30.000 một cân. Thế lúc đấy cô có nhiều hành để bán không? Làm gì có. Thế à? Nó không có thì nó mới đắt thế. Thế à? Năm nay cái thời điểm mà cô bán hành giá cao nhất là bao nhiêu? Giá cao nhất là 15. 15. Với một luống này thì cô được khoảng bao nhiêu cân? Luống này là đi 70-80 cân, nó vào cái 1.3, 1.4 thôi. Một xào cô trồng được mấy luống nhỉ? Xào được 8 luống. 8 luống. Ai dạ? Có nhà là có nhà một vụ nó không mấy trăm triệu. Thế làm cái gì mà cao thế? Thì nó cứ làm được khoảng mấy xào hành. Một vụ một xào được 30 triệu đúng không? Một xào 30 triệu, ba lứa mà. Vào cái thời điểm đắt thì được cái giá đấy. Vâng. Không thì chỉ 20 thôi. 20 à? 20 mà nếu mà làm 5 xào thì không phải 100 triệu à? Yeah. Vợ chồng bà Chóng có 3 người con. Một đã đi làm xa. Cô con gái lấy chồng cùng quê cũng đang làm rau. Anh Tùng, con trai út, hiện đang ở với ông bà, hàng ngày chuyên lo bán rau. Nhờ bán tận ngọn nên lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần so với người khác bán rau tại ruộng. Thế thì cứ tiêu thụ hết cái đến nửa nọ là đến nửa kia. Như vậy lúc nào mình có tiền? Lúc nào cũng có. Cứ ngày nào cũng ra đồng, ngày nào cũng có tiền đúng không? Ngày nào cũng có. Ông Xí nói với tôi, hàng năm cứ khoảng tháng 4 đến tháng 10, cánh đồng này phủ kín hành hoa. 3 xào hành hơn 1.000 m² nhà ông, năm nào cũng thu từ 4 đến 5 lứa hành, kiếm cả 100 triệu. Vụ đông hành rẻ, ông bà trồng xen nhiều loại cây khác. Có thể một luống hành này có nhiều lúc đánh ngã hơn xào cấy. Và thậm chí là trong cái tháng 9 vừa rồi là có gia đình bán đến 2 triệu một luống. 2 triệu một luống hành. 2 triệu một luống hành. Thế mà một luống hành, một sào hành này là khoảng to để 7 luống, không nhỏ như thế này là 8 luống. Và mà lại chỉ có tháng với hơn tháng đã thu hoạch xong. Cánh đồng rau thôn Đỗ Thượng gần trưa. Rau ngon quá. Bác hôm nay thu hoạch nhiều không? Đúng cái này rồi. Thôi. Được chưa? Đúng rồi. Cho tí nữa. Bây giờ là mình mang đi mình bán hay là mình người ta đến thu mua? Đây là các đầu mối họ đến họ mua. À thế ạ. Mua là họ mua ở ruộng này. Mua ruộng. Mua ruộng. Trước kia ấy, thì là mình phải đi chợ bán. Thế nhưng bây giờ có các cái đầu mối họ đến họ mua thì là mình bán luôn ở ruộng. À không phải đi chợ nữa. Tức là mình cắt đây xong họ đến họ chở đi luôn.
Đây, những cái gốc đã được cắt rất là sắc ngọt, rất là sạch sẽ. Những cây rau phải nói thực sự là rất là ngon. Tôi sẽ thử cắt. Mình có cái căn cứ nào cắt cao, cắt thấp, độ cao nào? Có chứ. Đây, có quy định nào không ạ? Nó đến cái lá vàng này là mình cắt, mình bỏ đi. Còn lại những cái lá này. Tức là đây này, nó đến đây là nó. Vâng. Còn cái lá nào thì mình dứt nó đi thôi. Vâng. Thế đứng sang bên kia. Đây, phải sang bên này. Đấy. Chú ơi, quay cái gì đấy, kể đánh nhá, chú phải ra cái chỗ ông quỷ nhiệm đấy, chú làm. Như thế này. Đúng rồi. Và mình sẽ bóc bớt lá vàng này đi đúng không ạ? Đúng rồi, lá già là mình bỏ đi. Vâng. Như này chưa ạ? Được rồi. Được rồi ạ. Được rồi đấy. Thì nếu như với cái tay nghề hậu đậu này của cháu thì một ngày cháu sẽ có thể cắt được bao nhiêu? Được khoảng 30 cân. 30 cân à? 30 cân thế thì lỗ nhỉ? Thế thì nếu như mà cháu về đây mà cháu làm việc giúp cô chú chắc có lẽ là chỉ cơm nuôi cũng bị lỗ nhỉ? Cái rau này bây giờ mình bán là giá như thế nào? Giá cả nó như thế nào? Giờ đắt là 5.000. Luống bây giờ nó bán vào cỡ khoảng 4-5.000 một cân. Vâng. Thế thì nếu mà mình bán luống như này thì mình tính như nào được? Một luống này thì mình ví dụ một luống này nó khoảng một tạ thì vâng. Mình ước chừng nó một tạ hoặc hơn tạ gì đấy. À. Ví dụ hơn kém thì nó không đáng kể. Thì vâng. Mình cứ 500-600 thì mình bán. Chú có sợ rằng nếu như mà bây giờ mà cháu đưa lên hình những cái rau đắt như này, thế rồi nay mai bà con lại trồng nhiều xong nó lại rẻ đi không? Mình có sợ như thế không? Có sợ không? Không, cái đấy thì rau nó ra chậm, rau ra nhanh. Về cái mùa này rau bắc thì nó lại chậm lại. Làm màu là phải đợi cái rau bắc rồi hành khô. Rau bắc rồi hành khô. Hành khô thì là rau nó ra nó phát triển chậm. Rau phát triển chậm thì mình mới được giá. Đúng rồi. À tại sao chú lại chọn cái rau diếp này chú trồng nhiều này? Vì cái thị trường giờ họ dùng cái rau này nhiều. Mình làm sao mình biết được thị trường? Làm sao mà chú biết được là thị trường sẽ cần cái nhiều, tiêu thụ cái rau này nhiều hơn? Nói chung là nó theo từng năm một. Ví dụ như năm ngoái mình thấy cái này cái rau này là người ta tiêu thụ nhiều. Vâng. Thì là năm nay lại tăng cường làm lên. À. Như rau này nó có bị sâu? Nó cũng có sâu nhưng chỉ lúc nhỏ thôi. À, như này ạ, hay lớn hơn tí đâu? Lúc mình gieo ấy. À lúc mình gieo ạ. Tầm này là nó cũng hay ăn này. Nhưng mà tầm này thì nó chỉ cắn mất một lá thôi. Vâng. Nhưng mà ví dụ cái lúc nhỏ mình gieo kia ấy, nó cắn luôn cả cây. À, cắn ngang tầm cây. Đấy là mình phải đánh. Con sâu gì ạ? Sâu nó sâu. Nó gọi sâu keo. Sâu keo ạ? À? Ừ. Sâu xanh. Sâu xanh. Ừ. À. Mình cách cái trước cái thời gian mình hái ra khoảng bao nhiêu ạ? Nói chung là trước thời gian thu hoạch là nó phải tầm 10 ngày. 10 ngày. Tức là đến một tuần là mình bán. Vâng. Thế sau khi đấy thì người ta lại cái nhà mà thu mua ấy thì nó lại phải người ta đợi thêm. Người ta lại phải vài ngày thì người ta mới cắt đến lượt của mình. À. Vì họ mua khối của những nhà khác. À. Đấy. Như vậy là đến thời điểm đấy là vừa an toàn luôn. Ừ. Đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Rau này nếu mà cháu hái thì cháu ăn ở ruộng này có yên tâm không? Rau này á? Vâng. Rau này ăn được không bị gì? Nói chung là bây giờ bán cho đại lý thì họ cũng nhập nhiều của nhiều nhà trong vùng này. Nhưng đấy. Ở cái vùng này nó cũng thường là rau an toàn hết. À. Chứ nó không. Gần đó chị Vui đang trừ bệnh trên ruộng xà lách của đây, mình chồng đi làm xa, con nhỏ. Mình chị làm hai xào rau. Bệnh gì đấy? Mỗi tháng bình quân chị thu đấy từ 5 đến 7 triệu đồng. Từ giờ đến khi mình thu hoạch mình có đánh thêm lứa nào nữa không? Em á, nếu mà như này nó dừng thì là em không đánh nữa. Nếu mà còn nó không dừng thì cách một hôm thì em đánh lần nữa là thôi, không đánh nữa. À. Gọi là mọi người cứ tuyên truyền là nói là do đánh thuốc này mai làm luôn, nhưng không phải như vậy đâu anh. Ừ. Bao giờ cũng phải có làm, nhưng mà phải có cách đi. Thấp nhất cũng phải là một tuần, không phải 10 ngày. Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã tổ chức tổng cộng 16 lớp tập huấn về sản xuất rau an toàn Việt Gáp cho nông dân xã Phạm Kha. Cũng như chị Vui, ý thức sản xuất rau an toàn của người dân Phạm Kha rất cao. Nhờ quay vòng đất nhanh, mỗi năm người trồng rau ở Phạm Kha thu hoạch từ 4 đến 5 lứa rau, thậm chí có những hộ trồng tới 7 đến 8 lứa rau. Năng suất cao, rau tới lứa nào tiêu thụ hết lứa đấy, nên giá trị sản xuất rất cao.
Ước cả xã năm 2017 thu khoảng 80 tỷ đồng từ cây rau màu. Giá trị sản xuất bình quân trên đất lên tới 800 triệu đồng một hecta năm 2017. Chào chị. Chị cuốc một cái luống này mất khoảng bao nhiêu thời gian? Cuốc luống này mất khoảng 15-20 phút thôi. Thế thì công việc có vẻ cũng không vất vả lắm nhỉ? Chị cho em cuốc thử xem nào. Đây em đấy. Để em xem cái độ tơi xốp của đất xem như nào. Đấy em cuốc đi. Lâu không cuốc mà cuốc tay trái này thì nó hơi ngượng thật. Đấy. Đất là... Đất rất là tươi xốp. Đấy, đất tươi xốp đẹp mà. Như thế này thì thực ra em nghĩ có khi chỉ dùng cào lên được nhỉ? Cào lúc mình gieo thì mình mới cào. À thế à? Mình cuốc này thì mục đích là để thoáng đất đúng không ạ? Đúng rồi, để cho đất nó thoáng mà. Chứ còn bên dưới nó vẫn tương đối là tươi xốp mà, đúng không? Ừ. Em cuốc cái này là hơi trái tay đây. Tay em thuận tay phải. Thuận tay phải. Vâng. Chị thấy em cuốc cái này có được không? Được, cuốc thế là được. Có đúng kỹ thuật không? Đúng. Đây, nếu mà đúng ra thì đúng ra em đúng cuốc tay phải thì nó sẽ như thế này. Đấy, đúng rồi. Nó dễ cuốc hơn. Ừ. Đây là hôm nay là chị vừa thu hoạch xong đúng không? Đấy, vừa thu hoạch lúc sáng xong ạ. Gốc của cây xà lách. Cây xà lách. Vẫn còn đang còn nhựa. Đúng không? À. Tức là xong sáng mới xong mình thu hoạch xong thì chiều cuốc luôn. Đúng rồi, xong là mình cuốc luôn, mình phơi cho nó đất cho nó ải. Đợt sau chị sẽ định trồng cái gì ở đây? Đợt sau khi chị gieo mùi. Mùi á? Gieo mùi. À, vì sao mình lại thay đổi các loại cây như thế? Thì đợt sau lại làm thức khác thì nó sẽ đẹp hơn, thay đổi đi. À thế à, cái này em không hiểu. Đúng không? Có nghĩa là ví dụ mình làm rau thì đợt sau mình lại gieo mùi đấy, thay đổi cái khác đi thì nó đẹp hơn. Trồng cái cây khác nó đẹp hơn. À. Với lại chắc là có liên quan đến sâu bệnh nữa chứ? Sâu bệnh thì cái này nó cũng ít thôi, nó không nhiều sâu bệnh. À. Rau với mùi nó ít mà, nó không có sâu bệnh mà. Có một số loại cây mà mình cứ trồng đến 2-3 vụ ấy thì nó sẽ bị sâu bệnh nhiều hơn. Đúng rồi, như rau củ ấy đấy thì nó mới có sâu bệnh, bắp cải đấy. À. Em đi cuốc kiếm cơm có được không nhỉ? Được, tốt quá, làm giỏi dạ. Này. Em hồi xưa cũng làm nông dân mà. Hơn 20 năm không cầm cuốc. Hôm nay tôi cầm cuốc thì đúng là cũng hơi ngượng. Tuy nhiên thì vẫn có thể cuốc để chị vẫn công nhận là tôi cuốc còn đúng kỹ thuật. Trông cuốc ngon lắm. Đúng kỹ thuật. Thực ra cũng may là vì đất rất là tươi xốp. Chứ nếu đất nó cứng, nó chai như ở làm đất lúa hay là một số cái loại cây trồng khác chắc cũng sẽ khó. Đây mới là tay thuận của tôi. Đất này vì mình làm xong mình lại rắc vôi việc mà. Mỗi đợt làm lại rắc vôi đấy, rồi phân chuồng, phân giò đấy, cho nên nó tươi xốp, nó đẹp. À, giò. Đúng rồi. Giò mới lại giò mới lại vôi. Vôi. Đúng rồi. Thì xong đây là mình bón luôn à? Hay... Xong đây mình phơi độ tuần đến chục hôm thì mình lại rắc một lần xong mình gieo, mình bón đấy. À. Ừ, bón trong đất đấy mình gieo. Thì đất nó tươi xốp, nó đẹp mà. Nó tươi xốp như này thì cây gì nó chả tốt. À, tại sao nhà mình không dùng máy hả chị? Máy có, ví dụ nhiều mới dùng máy, còn ít thì lại cuốc mà. Nó có 1-2 luống thì cuốc. Nha. À? Ví dụ mình làm mình lại thuê. Chị ơi, nếu mà thuê máy thì bao tiền một cái luống này? Thuê máy luống này là hết 10.000. 10.000 á? Thế thôi. Như vậy là tôi sẽ phải cuốc khoảng 20 phút. Ở trong có lẽ là lâu hơn, bởi vì lâu tôi không làm thì tôi sẽ phải mất 20 phút mới cuốc xong cái luống này. Và như vậy mới công lao động của tôi mới được 10.000. Tuy nhiên thì bà con nông dân đây tranh thủ những lúc sau khi thu hoạch rau thì có thời gian rảnh rỗi một chút thì bà con sẽ làm để với những luống lẻ để tiết kiệm chi phí lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất. Còn tất nhiên với những cái ruộng mà có ruộng lớn nhiều luống thì bà con sẽ thuê, hoặc là có một số nhà thì sẽ có máy. Những năm trước vào đầu vụ rau đông, chiếc máy phay đất và đánh luống này chạy không có ngày nghỉ. Nhưng gần đây, số hộ tự mua sắm máy cày nhỏ ngày càng nhiều. Cùng với hệ thống đường ống tưới phun mưa được chôn dưới ruộng, máy lớn không thể hoạt động nên anh Nghị ngày một ít việc hơn.
Thì mình tính là bao nhiêu tiền một xào anh? Nói chung là cái này cũng tính là có 150 một xào thôi. Mình này nếu mà ví dụ luống to là chẻ luống thì nó vất vả một tí, nó cứng thêm 10-20 nghìn, quan trọng gì đâu. Gần khu dân cư phía xa kia là toàn bộ 160 hecta chuyên rau màu. Chuyên canh rau màu. Chuyên canh rau màu, vâng. Ở đó thì nước tưới bà con không phải lo, bởi vì là đã có nhà máy cung cấp nước tiên tiến. Bơm tưới tiên tiến này phục vụ cho 160 hecta vâng. Cây rau màu chuyên canh. Vâng. Tôi sẽ cùng với ông Vũ Viết Khang, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ nông nghiệp Phạm Kha vào thăm nhà máy này. Toàn xã Phạm Kha có 160 hecta đất chuyên canh rau màu, thì 100 hecta đã được tưới bằng bếp phun áp lực. Nước được dẫn qua hệ thống hàng chục km đường ống chôn ngầm tới tận đầu ruộng từng hộ gia đình. Nguồn kinh phí đầu tư của huyện Thanh Miện, người dân chỉ phải bỏ tiền từ đầu vòi vào trong ruộng của mình. Cái đường bếp này tôi thích, nhàn chúng tôi sẽ không phải tưới vòi nữa, ngập. Vâng. Tưới là nhàn lắm. Vâng. Đấy, chúng ta mở khóa là sao? Mở đâu khoảng 15 phút. Mở tùy to nhỏ là do mình rồi. 15 phút, không cần sao, nó mở hết cơ, mở điện khỏe. Bục. 15 phút nào đấm điện rồi. Vâng. Mà không chỉ 10 phút thôi. Ông Nghi vừa đầu tư 3 triệu đồng để lắp hệ thống tưới cho một xào rau này. Người trồng rau Phạm Kha rất giỏi ứng phó với thời tiết. Những đợt gió bắc rét mướt làm cây rau chậm lớn, hay những đợt bão lụt lại là thời điểm họ lại lớn. Thường thì vài ngày sau bão lụt, trong khi các vùng rau khác còn đang loay hoay xử lý thiệt hại, thì người dân Phạm Kha đã có rau bán khắp các chợ với giá rất cao. Năm 2017, giá hành hoa bán tại ruộng từng đạt kỷ lục lên tới 40.000 đồng một kg, rau mùi lên tới 80.000 đồng một kg. Điểm thu mua rau lớn nhất xã Phạm Kha, 15 giờ chiều. Bây giờ là có phải là cái giờ mình bắt đầu nhập hàng cao điểm không hả chị? Vâng, giờ bắt đầu chuyển về đây. À thế à, thế đây là hàng mình thu hoạch, bà con thu hoạch từ sáng à? Hay từ giờ bắt đầu mới thu hoạch. Bây giờ họ mới đi cắt đấy à? À, cắt xong cứ chuyển về đây thôi. Thế là mình không kể giờ giấc gì đúng không? Không. Cứ sáng chuyển về thì trưa người ta mang đi, giờ chuyển về chiều tối người ta mang đi. À. Đến thế thì có khi nào xe về chuyển đi từ buổi sáng sớm tinh mơ 3-4 giờ sáng không? Sáng sớm thì không có đâu em, tầm khoảng 9-10 giờ. Thế nhà chị trồng nhiều rau không? Bao nhiêu loại rau? Em á, rồng đủ thôi. Rồng đủ á? Mấy xào có mấy xào? Có mấy xào? Nhà em có ít nữa. Ít là mấy xào? Nhà em có một mẫu thôi. Úi giời ơi, có một mẫu thôi. Thế một mẫu? Bao nhiêu người làm một mẫu đấy? Có hai vợ chồng. Hai vợ chồng. Thế trồng bao nhiêu loại rau hả chị? Cái này thì rau nhiều chú ạ. Nhiều á? Rồi củ, rồi bắp, rồi rau thần nách, rồi mùi. Nhà cô này cô thu hoạch nhiều lắm. Nếu mà để mà nói một năm thì cô thì thu hoạch mấy trăm chị. Úi dồi. Giá này thống nhất là như thế nào rồi hả bác? Giá này hả? Dạ. Giá này là thống nhất với bà chủ rồi. À, bao nhiêu? 5.000. 5.000 à? Vâng. 5.000 à? Vâng. Thế cái này có nặng nhỉ bao nhiêu? Này. Này nó 50 cân. 50 cân à? Vâng. Thì anh em mình khách. Vâng. 49 cân. Đúng chuẩn thật đi. Thế thì một tuần thì bác xuất bao nhiêu lứa cà chua như này? Một tuần á? Vâng. Một tuần thì một lứa. Tùy theo nếu mà lấy để một tuần thì được chín, được lấy được nhiều, mà 5 ngày thì lấy được ít. À thế à? Một đợt mình xuất đi khoảng bao nhiêu cà chua? Một tấn này á. Vâng, gia đình nhà mình. Gần tấn. Gần tấn? Vâng. Nhiều thế cơ ạ? Nhà bác trồng nhiều không? Hơn 2 xào. Hơn 2 xào? Mà gần một tấn một tuần, gần một tấn? Vâng.
Nếu một tuần thì hàng tấn. Như vậy là một tuần là gần 4 triệu đúng không? Vâng. Nhưng mà đến là khoảng một, khoảng 4 triệu. Lúc rộ. Thế còn lúc mà đắt thì lại cao hơn. Không, lúc đắt thì lại được ít, lúc đắt thì 90 nghìn thì chỉ được 2 tạ thôi. Cà chua này còn đang ương khi mà thu hái từ vườn. Chắc là nó phải vài ngày nữa nó mới chín được. Và nhất là mùa lạnh này thì nó sẽ lâu chín hơn. Khoảng 5 ngày nữa là chín đỏ luôn ạ. 5 ngày nữa là chín đỏ. Chín đỏ ạ. Khi mà mình thu hái thì đây nó như thế này đúng không? Vâng. Đang ương. Rất là cứng đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy là tổng cộng ngày hôm nay là bao nhiêu cân ạ? Rau ở bao nhiêu? Ngày hôm nay chắc cũng khoảng tầm 7 tạ. 7 tạ. Đợt trước là 9 tạ. À đợt trước cách nhau mấy ngày? 5 ngày. 5 ngày à? Nhà mình tổng cộng có mấy sào ạ? Tôi có 6 sào. 6 sào à? Vâng. Thế bây giờ là các con thì đi vắng hết à? Các con 3 đứa đi vắng hết. Đi làm xa hay là đi công tác? Thì nó cũng đi công ty, công theo. Công ty ạ? Thanh niên giờ nào làm ruộng. À thế à? Thế chỉ có ông bà già? Chỉ có loại chúng tôi mới gọi là. Thế thì mình làm thế thì làm sao tiêu hết tiền? Có hai ông bà sao tiêu hết tiền? Không thừa. Không thừa? Cũng có lúc được, lúc mất chứ làm sao mà cứ... Thế năm ngoái bác mất hay bác được? Nói chung là cũng không phải là cũng có lúc thì đấy, như năm ngoái đấy, nghìn một cân thì cũng là mất, vứt thì gọi là gì. Nhưng mà đại khái là... Nhưng mà mình chỉ mất công thôi chứ không mất vốn đúng không? Tất nhiên nó... theo như anh Nguyễn Văn Trung, chủ đại lý rau cho biết thì là anh gia đình mình đã xuất từ chiều đến giờ là ba chuyến hàng. Và từ giờ đến tối chắc còn khá nhiều xe nữa đúng không anh? Mùa này thì các loại rau đông rất là, hầu hết là các loại rau đông và xuất đi liên tục. Anh Trung xuất hàng đi khắp các tỉnh, thậm chí cả vào đến tận miền Nam, vào tận Đắk Lắk phải không anh? Vâng, cả Sài Gòn luôn. Vâng. Chủ hàng tới đây lấy hay là mình hay chuyển đi ạ? Chủ đến lấy. Chủ đến lấy ạ. Đây là lơ xanh à? Không, tính cây. Tính cây à? 10 cây à? 10 cây. Cái này thì tính cây. Anh ơi, xe này mình chuyển hàng đi đâu đây? Chợ đêm nông sản Văn Quán, Hà Đông. À, Văn Quán, Hà Đông à? Một ngày thì mình đi mấy chuyến này? Một chuyến này đã là chết rồi. Chết hả? Nhưng trên đi nó nhiều lắm, trăm cái xe ô tô này. Đơn này mua của gia đình là bao nhiêu tiền? 21 triệu 120 nghìn. Đây riêng ở chỗ mà chồng chất này xe đây hả? Vâng. Đơn này là ít nhất. Ít nhất, còn bình thường thì cứ phải 4-5 chục. Thế à? Hôm nay ế bán ít. Thế em đánh giá như thế nào cái rau của khu vực địa bàn của Phạm Khang? Phạm Khang này anh? Em chẳng biết mọi người đánh giá như là em buôn đây thế này là 6 năm rồi. Chẳng đi rời đi đâu. Ngày nào cũng thế, một năm đủ 365 ngày. Ừ. Mỗi nghỉ mỗi mùng 1. Nói thật đấy. Dạ. Yeah. Năm nay anh như rau xà lách đây anh đang thu mua là bao nhiêu? Anh đang mua là bao nhiêu? 12, 13 nghìn. 23 nghìn một cân à? À. 15 giờ 30 phút chiều. Anh Tùng, con trai bác sĩ, đang chuẩn bị đi giao rau cho các công ty đặt hàng từ trước. Ngày 2 chuyến rau, sáng 1 xe 3 tạ đi chợ xa, chiều 1 xe 2 tạ giao tại các khu công nghiệp. Bình quân một ngày mà mình đi khoảng mấy tạ? Nếu công ty, tùy theo công ty, nếu công ty 5.000 người thì nó rơi vào tầm 2 tạ. Nếu mà công ty nhỏ nhỏ thì tầm khoảng 3.000 thì nó rơi vào tầm 1 tạ 2. Đến giờ bác sĩ về nhà chồng cháu nội. Ngôi nhà này bố con bác xây từ 10 năm trước, từ những luống hành và rau củ. Ôi, cả xóm không mấy khi có tiếng lợn, gà. Xã Phạm Kha có 4 thôn, Đỗ Thượng, Đỗ Hạ, Đạo Phái và Hàn Lâm. Riêng hai thôn Đỗ Thượng, Đỗ Hạ có gần 1.700 hộ chuyên canh rau màu. Mỗi nhà hai lao động già và trẻ em, làm 3 đến 5 sào rau, cũng thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không muốn làm giàu trên ruộng đồng, thanh niên ở đây vẫn nối tiếp rời làng đi làm ăn xa. Một số ít kiên gan ở lại làng,
thì chủ yếu đảm nhiệm khâu tiêu thụ. Họ nhanh nhạy với thị trường, nhìn thấy cơ hội làm giàu từ sản xuất rau màu gắn với thương hiệu và chất lượng. Vì lúc trái vụ hàng người ta không có, mình có, mình bán thì bao giờ cũng nhanh hơn. Bố con anh Tùng đang bàn cách trồng cà rốt lạch vụ. Mình có thể bán sớm được khoảng tầm 10 ngày mới cho đến 20 ngày bán trước người ta. Và mình tới đây sẽ làm sao có nhãn hiệu luôn, thương hiệu để rau. Con tính là dự tính là muốn là túi trắng và in trên logo là mình hiểu tên, mang hiệu tên mình, tụ tên mình và số điện thoại, địa chỉ. Đấy. Làm như thế khi mình giao vào công ty người ta chỉ cần nhìn nhãn mác đấy là có địa chỉ xuất xứ ở đâu là rau mình có thể đảm bảo cho người ta. Nói chung là rau cỏ là nó sẽ tiêu thụ được hết, nó không phải ra chợ, nó đêm hôm đi vất vả. Làm ăn nó như thế thì nó tính về lâu dài dài hơn. 18 giờ chiều, thôn Đỗ Thượng. Tôi đang có mặt tại một buổi tổng kết cuối năm của Chi hội Nông dân đội 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Không gì bằng một vụ mùa bội thu. Năm nay thì giá rau đang rất là tốt và bà con đang rất là phấn khởi. Xin chào các bác. Dạ. Năm nay thì đội mình có trồng nhiều rau không và cái giá cả bán như thế nào ạ? Tháng 8 giờ thì chúng tôi trồng 2.000 và trồng số là bắp cải, thuận lợi cái thời tiết. Rau màu thì đỡ sâu bệnh cho nên cũng đảm bảo cái giá cả. So với mọi năm thì sao? So với năm nay là hơn nhiều. Hơn nhiều ạ. Hơn nhiều. Okay. Cái này là cho biết đấy à? Đây là do bếp đây. Chỗ này có trộn thêm gì không? Không trộn. Cứ rắc cái này vào đất luôn. Mua cái do này mà bao tiền? 30.000. 30.000 tính 100.000. Và 3 bao là 90.000. Vâng. Thế một lứa rau thì mình chỉ cần dùng một nửa này thôi. Một nửa thôi. Cô Tróng và chú Thúy nói với tôi rằng đây là cho chấu mà cô với chú phải mua 30.000 một bao, và một bao thì sẽ làm được cho rắc được cho khoảng 2 hoặc hơn 2 luống rau này thôi. Như vậy mới với một xào rau thì một vụ cô chú mất khoảng 100.000 tiền để mua cho, và đây là cho chấu mà cũng được mang từ nơi khác về đây bán chứ không phải ở đây bà con mình có. Cho thì rất tốt và nó giúp là nhất là nó giúp làm ấm cho rau trong cái mùa đông lạnh này. Thì nó làm cho đất nó súp. Mà nó cũng không sợ bị lốp đúng không? Không sợ bị tốt quá đâu. Không bao giờ bị lốp mà cũng không bao giờ hỏng đâu. Với không thì nó không công được nó. Vâng. Nó đang nhiều, nó giảm số nhiều. Chú thấy cái đời sống của bà con trồng rau mình ấy thì từ mấy năm gần đây là thay đổi như nào? Trồng rau này là năm nay là cái sức lao động bỏ ra được có thể giảm đi được 50% so với trước ngày. Về Phạm Kha bây giờ không còn những hình ảnh gánh gồng tưới nước vất vả, cũng không còn những cảnh lam lũ sớm khuya trên đồng. Từ làm đất đến chăm tưới đã có máy móc thay thế sức người. Người dân cũng không phải kéo kẹt từng gánh rau đi chợ sớm. Nụ cười luôn trên môi. Ngày nối ngày, hàng trăm tấn rau củ quả từ đây đi mọi miền đất nước, mang về cho người dân Phạm Kha hàng trăm triệu đồng. 120 bịch này rồi á? Về thị trường nào đây? Về Thanh Hóa. Thanh Hóa à? Đây là xe cuối cùng rồi. À, xe cuối à? Thế thì hàng ngày mình xuất đến mấy giờ thì là hết hàng? 7 giờ sáng là 2 chuyến. Buổi chiều tầm khoảng 4-5 chuyến, 5 chuyến. Buổi sáng 2 chuyến, 7 chuyến. 7 chuyến. Đủ chưa chị? Vừa. Thế một ngày bình thường thì trung bình thì chị xuất khoảng bao nhiêu tiền hàng?